Ngày hôm nay Bullmaking Moon lại vừa về thêm một mẫu sedan hạng C. Chiếc xe của em nó thì còn khá là cứng luôn mọi người nhá. Khá là cứng luôn nhá. Không khác gì những chiếc xe đời 2010, 11 trở lên. Một mẫu xe hạng C. Đây, từ các phần nỉ này. Nỉ vẫn còn nguyên bản theo xe mọi người nhá. Trần cũng vậy này. Trần cũng vậy. Một mẫu xe Nhật. Bền bỉ chất lượng. Cho các bác tham khảo trong cửa tiền dưới 200 lùi đây. Đây khung gầm em nó này. Khung gầm các bác nhá. Gầm rất là chất luôn nhá. Đấy, một mẫu xe bàn đủ nhá, có trang bị phanh đĩa ABS 4 bánh này. Đấy, phanh đĩa ABS 4 bánh nhá. Hệ thống cua lốp của xe đây. Hệ thống cua lốp của xe đây các bác nhá. Đấy, không có mục ngoặt gì cả này. Một chiếc xe sedan hạng C đi rất là đầm xe luôn mọi người ạ, đầm xe. Đến từ chất lượng Nhật Toyota Corolla Atis, dành cho mọi người đang cần những chiếc xe chất lượng mà lại muốn chiếc xe sửa chữa chi phí rẻ và độ đầm của xe thì gần như là tốt nhất phân khúc rồi. Nếu các bác đang cần tìm loanh quanh trong cửa tiền dưới 200 lùi đây thì mẫu xe này thì khẳng định là không thể bỏ qua rồi. Dòng xe này thì luôn luôn chạy rất là đầm, rất là thích mọi người nhé. Cực kỳ là đầm chắc xe luôn nhé. Cho chúng ta cảm giác lái tốt. 2003 mà còn không khác gì 2011, 12 luôn. Keo chỉ zin đến 99% các bác nhé. Keo chỉ zin đến 99%. Tên tư nhân biển thủ đô này. Tổng thành thân vỏ màu đen mọi người nhé. Rất là sạch đẹp. Đây. Một mẫu xe để chất lượng thì chúng ta hoàn toàn yên tâm rồi, không phải lăn tăn rồi các bạn. Và có bộ mâm rất là đẹp luôn, bộ mâm là 5 chấu kép rất là đẹp này. Tổng thành một vòng quanh xe đây. Bố Kinh Môn xin mời các bác cùng tham khảo này. Đấy, một chiếc xe rất là cứng luôn nhé. Biển thủ đô rất là thuận tiện cho các bác ở trong hai vùng thành phố nhé. Phần nội thất này. Để các bác quan sát phần táp đi của em nó này. Táp đi này. Tất cả các phần mách lỉ đều còn nguyên bản này. Và các vân này nhá, gần như là không có bị mòn đâu ạ. Một chiếc xe bản đủ máy 1.8. Đấy, cam kết cho các bác là không taxi nhá, không lỗi. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm khi sở hữu nhá. Hoàn toàn yên tâm khi sở hữu. Đấy, có gương kính điện này. Có gương kính điện các bác nhá. Vô lăng theo xe này. Nội thất đây. Máy gầm thì các bác hoàn toàn yên tâm rồi. Máy gầm của chiếc xe này thì rất là chất luôn nhá. Đây là mọi người yên tâm về chất lượng. Củ số đây. Củ số để bác chủ dán đề can màu vân gỗ giống màu nội thất tablo luôn này. Gần như là các vần điều hòa, cửa điều hòa đây không có bị gãy vỡ lứt gì cả. Đây là mọi người yên tâm nhá. Đây là yên tâm về chất lượng của xe. Nội thất thì còn khá là đẹp luôn. Một chiếc xe rất là cứng đấy ạ. Đấy, bao chất cho mọi người nhá. Máy gầm không bàn đâu rồi. Đấy. Keo chỉ zin gần như tuyệt đối luôn. Duy nhất là bị mất một tí khi phần nắp capo thôi. Bố máy kinh mô đã cho chia sẻ cho mọi người luôn này. Đây. Mất tầm khoảng hơn 20 cân thôi. Phần nắp đầu rồi con nhé. Không có ảnh hưởng gì đến đầu răng nhé. Không ảnh hưởng gì đến đầu răng cả. Không ảnh hưởng gì sắt xi, phần sắt xi này nữa nhé. Chỉ va chạm nhẹ thôi. Phải va chạm nhẹ một tí thôi. Còn lại là zin hết mọi người nhé. Giờ này các chỗ khác zin hết. Máy thì siêu chất luôn. Máy số thì đã được lại tu lại tổng thể rồi. Nên mọi người yên tâm vào chất lượng. 2003. Máy số siêu chất luôn. Không hơi thừa. Máy rất là êm luôn nhé. Với tầm tiền rất là hợp lý cho các bác tham khảo đây. 175 triệu đồng cho mẫu xe Toyota Corolla Altis 2003. Số sàn bản đủ 1.8 mọi người nhé. Các bác quan tâm đến mẫu xe này thì cứ liên hệ cho bố máy kinh môn theo số điện thoại 0354 152 888 để được em tư vấn hỗ trợ nhé. Một chiếc xe chất. Đấy, mọi người quan tâm thì cứ alo cho em nhé.